đấy, đây là đồ đồ hàng cho con nít chơi đó, đồ hàng đồ gọi là gì, nấu nướng bếp núc này. Thôi vậy qua đây đi, có nhiều khách vô, có người vô ngồi bệnh đó. Đó, khu này là cái chòi, cái chỗ để ngoài sân này. Đó, ngồi ở đây, đó, cái chỗ để ngoài sân, để ghế để mà cho nó mát, ngồi chơi cho nó mát. Giờ này còn Noel nữa, đồ Noel còn để, đồ Giáng sinh còn treo còn để. Bán nó bán cho hết luôn, mọi gối Giáng sinh có thể là mua cho năm sau. Ê cái mình rất là vui nè, vui nè, đi bia nè, đổ đổ ô. Cái gì nha, bia úp lại mà nó không chảy, lừa gạt con người ta. Vậy mình mua cái ly đó mình uống uống tưởng uống bia, uống hoài uống hết. Là sắp tới ngày 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 màu xanh, ngày lễ nhéo, ngày bắt chết đê, gọi là ngày bắt bắt chết đê, ngày mọi người sẽ mặc màu xanh, ngày của cái ông đó mình sẽ mặc màu xanh, không ai không mặc màu xanh sẽ bị nhéo, ai không mặc màu xanh sẽ bị nhéo đó. Mình sẽ mặc màu xanh giống vậy nè. Ở đây có bốn thùng, quá trời thùng luôn. Đồ, chờ đồ. Đó, thùng là mình ở đây thùng. Cần thùng, thùng đựng đồ. Cần cái thùng để đựng đồ. Ấy, cái chỗ khu này đẹp nè. Tặng cái đồ, cái treo đồ. Loại Giáng sinh. Điều này còn bán Giáng sinh nữa em. Bán cho năm sau luôn. Thầy nó bán chưa hết. Rùa bán chưa hết nha. Trong này sao mới mở nhạc lớn, ghê luôn ta. Ồn ghê luôn. Thùng quá trời thùng, thùng thùng là nhiều lắm, tại vì Mỹ nó cần thùng để đựng đồ, đựng đủ thứ đồ. Đựng đồ có thể là đựng đồ dọn đi, dọn nhà, hay là bán buôn gì đó, bán gara sale, bán đồ cũ bằng thùng đựng vô bán. Cái này thì đây là cái tập đó, khu này là ghế, khu này là dành cho trang trí nội thất đó. Mà cái khu này là tiệm này nó mở nhạc chuyên cho lớp gì nó biết nữa. Nghe cái loa nó mở ung sùm. Đó, cái này có điện đó nè. Cái bàn này có điện, có USB để cắm điện mà đã. Bàn học, bàn làm việc. Thôi gắn USB, bàn này không có. Bàn bàn đen này có không? Có hai tầng, tầng trên để chân để làm gì? Để đồ, tầng dưới để... Đó. Để tầng trên để máy để cái màn hình vi tính này, tầng dưới để rồi gắm USB đó, gắm dây, gắm sạc điện thoại, ghế mà ghế để ngoài này. Ghế này để ngoài sân ngồi cho đạt nè, cho mát nè. Đó là cái khuôn cái này xây lên, dựng cái này lên bằng gỗ dựng lên rồi che cái màn này, dựng cái này lên thôi chứ không có màn, chưa có màn. Mình có thể mình mua màn mình che lên là cái dù gì đó. Nhưng cái này nó có rồi nè, này có để màn rồi ha.
Chói quá ta. Cái này có cái máy treo luôn. Này cái gối này dễ đã lắm, để ngoài sân có bộ ghế luôn. Bàn mua nguyên bộ này để ngoài sân nó mát nữa, nhưng mà nhà cái ta to, cái sân cái ta to rộng rộng đó. Mua cái bàn này nữa nè, bàn gắn cái dù vô nè, bàn nhỏ nhỏ gắn cái dù vô thôi. Thì mua bộ ghế để ngoài sân đã, thật là có tiền thì mua cái dàn, cái bộ này, bộ chòi, bộ để cái hiên, cái gì gọi là gì, để cho nó mát, ngồi ngoài sân ngắm cảnh nhộn nhịp này nọ, bia rượu rồi cà phê pháo, có bán ghế ngồi nó để ngoài sân ngồi cho mát. Ghế nè, bán cà phê nè, Việt Nam lấy lại bán cà phê nè, Việt Nam mấy ghế này Việt Nam bán cà phê nè, quán cà phê Việt Nam bán ở đây ở Mỹ, thế là nó để mà sân ngồi cho nó mát. Kệ tiện thì nhiều đồ lắm, quay không hết luôn, quay từng cái luôn hết. Cho nên quay cái này vừa giường vừa dưới sofa vừa giường cũng được nữa, đã không có tiền muốn thì đã lắm. 500 400 à, cái này sofa sale cái gì sao còn có 109 à, trên này thì 500 à. 400 này 449 450 99 xe 500 mà 450, ngoài còn 199 sen, 109 sen, 109 sen. Cái giường đã, cái này nè, cái bộ giường, nó giường, mà giường này cao quá, cái giường này, giường, cái giường có hai cái đèn ở trên đó. Cái đường đó. Bộ giường có tủ nữa, tủ để một bên, tủ này là tủ kiến gì đó, tủ kiến cái tủ ở trên bày gì, kiểu gì đó. Cái giường này cũng vậy đó, cái giường này giường 499 500 599 xem gì đó, 500. Còn mấy cái giá gì, mấy giá gì không biết. Giá gì không biết nữa. Sai cái sản phua, king, queen, trinh, dường đôi, dường xây hoàng hậu, xây vua, xây phua, dường xây dường đông sạc, dường đúng không? Không hiểu nó sai này làm nghĩa gì nhưng mà nó đẹp. Cái giường này đẹp, giường này màu, có hai gối màu đen nữa, trên chỉ được cái màu đen nữa đó. Cái này là cái máy gì vậy ta, cái này nó sẽ cái máy gì đó. Đó, giường ngon lắm. Nó có một lũ. Và cái ghế cái ghế, cái tủ. Quay chơi cho vui ha. Quay giường, quay ghế, quay tủ, quay bàn cho vui. Giường này đẹp này, giường này cũng lùng nè, cũng thấp. Bên này cũng có mấy cái tủ mà, tủ kiến, tủ gì nè. Nó ghế này lùng lùng đẹp nè, nó kiểu dễ thương nè. Có đựng ly nữa nè, mà sao nó quay tới đây nó tối vậy.
nó chích trà hết, chích bà hết cái bluetooth hết pin này, cái mic hết pin này, mic bluetooth, mic để record, để thu âm hết pin này, mic thu chưa sạc, còn mấy chục phần trăm gì nữa. Nó cái dây chuyền này dùng lùng nè, dùng tủ hay gì, dùng cái tủ có gì thôi, không có gì hết. Mấy cái này ghế sofa, ghế để ngồi trước phòng khách, dùng này cũng lùng lùng nữa cho con nít, mấy dùng nít nằm leo lên leo xuống khó khăn, lùng lùng. Để con giường này đụng đụng họ sẽ té. Đây đây là cái ghế sofa, cái sofa này, tủ, tủ cái này cái kệ thôi mà, nó có đâu có cửa đâu, cái kệ để đựng giáp lên để đựng đồ, chỗ này mới tủ nè, giảm nó té đi làm chạm đến tới rồi. Đây đó, đi một vòng thì ghi mấy cái đồ, mấy đồ tủ, mấy cái ghế, cái gì này, cái lông, cái bàn, cái gì đó chơi chơi vui. Cái mấy trong tiệm thì đi chỗ nào vắng vắng chứ không thôi, có người cho người ta tưởng mình bị khùng nói chuyện mình. Mấy cái tiệm mà quay mấy cái tiệm này quay nhiều rồi cho nên quay mấy cái gì thì vui vui, bàn ghế lạ lạ đủ rồi, chứ mấy quay mấy cái thông thường thì nhiều rồi. Bàn ghế quay giường chiếu, quay cảnh giường chiếu, cảnh giường chiếu, cái giường thôi có chiếu, giường đệm, cảnh giường đệm, đó ghế trống luôn, bán nhiều ghế, nhiều ghế, bán cho mùa hè. Mình đi sẽ xách ra ngoài đường ngồi cho mát, xách ngoài sân ngồi chứ không ngoài đường, ngồi sân sau, xách ra sân sau ngồi cho mát. Đó, cái này là cái đồ máy móc, đồ đeo tai, đồ dây giờ, dây đồ sạc pin, dây sạc pin với lại ổ cắm điện USB sạc pin nọ này, các thứ hết ha. Thì tiệm ở đây thì chỉ có nhiều đó, nhiều đó thứ để quay thôi. Mình cho nên mình kiếm cái gì là lạ mình quay mà không thấy gì lạ hết. Cô cái này cái mít đẹp không, cái này giả ta, cái này chắc giả, giả là chị không biết. Đồ chơi hay là đồ để chụp selfie gì. Cái này là dây. Ô, sao mà nó mờ vậy, đẩy nhanh quá nó mờ, quay nhanh quá nó mờ, chưa có kịp rõ. Đó, đồ bluetooth để nghe lỗ tai, dây để cắm sạc pin, quá trời luôn nè, nhìn như là cuộn len vậy. Cột như bị cuộn len vậy. Dây bằng vải, giờ nó xài dây bằng vải, dây sạc lót ta, sạc pin cho phone, cho điện thoại, nó xài bằng vải rồi. Này bánh kẹo nè, làm bằng ly cà phê luôn nè, cái này là cacao, coca gì đó, coca, Việt Nam gọi là cacao, giống như
sô-cô-la. Cái này là nước tăng lực Monster. Monster với bò hút là ở đây bán nhiều. Còn cái cây thông Noel nữa nè. Ở đây còn bán tha thông Noel nữa nè. Qua Noel, qua Giáng sinh mà còn bán đây không. Mà bán đồ Noel chắc là giảm giá hay gì đó, 50% nè. Christmas 50%. Đó, bán tháo, bán chạy. Đó, giảm giá cực siêu giảm giá 50%, 50 đồng 100 đồng, còn có 50 đồng. Ok, cây nhỏ. Cây lớn như nó bao nhiêu, cây nhỏ là ở đâu 50%. Những cái đồ mà còn tồn động sẽ bán 50%. Ủa, hết bên hết. Ồ, 12:50 rồi. Không biết có ai không biết lên kia xong chưa. Mình ra tiệm đi ra ngoài chưa ta. Ok, 16 phút rồi. Cảm ơn mọi người đã xem clip của mình. Nhớ bấm subscribe, đăng ký, ủng hộ kênh, like, comment, cho ý kiến. Đó. Đó. Cảm ơn mọi người nhé. Nhớ bấm đăng ký nhé. Mình tắt video, off video ở đây nhé. Kết thúc video ở đây nhé. Đây.